lên. Đều tất cả mọi người. Hả? Bên trái bên phải. Ok. Rồi. Xem tờ này chỗ này. Anh đang nhích like của em với anh hai tay đi. Rồi. Đây, 1, 2, 3 này, 1, 2, 3 này, rồi. Có cần tí nó chạy vào đây cam tay, bước vào đây cho mọi người thì bạn này qua cảnh. Rồi, để cho cái này. Để tí nó gọi là quay cái video, gọi là đây là GoPro cũng được. Cứ nhá. Thì có phải là một kiểu là vừa thấy thương hiệu, vừa thấy từng mặt mọi người, đi qua đây như Việt Nam hôm nay thôi rồi. Nhá. Rồi. Ơi, cầm khó lắm. Tớ đi cầm khó cầm mốt sao vậy? Ừ. Đấy. Mọi người chỉ làm theo 5 người cũng sang nhân thôi. Ừ, mình làm đi mà mấy. Bây giờ làm theo thôi, tí nữa mọi người sẽ kiểu nó khác cũng được. Tí là mình biết sao. Thế cứ thoải mái đi. Cửa nhà làm được mà, cho nên là cứ thì mọi người đội mũ giúp em ấy đúng. Càng ngày càng nhiều kiểu xong là người về mình chọn kiểu nào đẹp mình lấy. Còn cứ đừng quay chúng cháu đừng quay những người cái không được. Ừ. Không, cứ làm tự nhiên đi, còn máy sẽ chọn để... Cứ làm tự nhiên.
Cái nào? Để nhau thì có đâu.